Pháp hội Bửu Nữ thứ 52. Hán Bộ từ quyển 130 đến quyển 131. Hán Dịch, Bắc Lương, Tam Tạng Đàm Vô Sánh, Việt Dịch, Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vẫn ở giữa hai cõi dục giới và sắc giới trong đại vũ đình, ngồi trên tòa thất bửu sư tử cùng đại chúng vây quanh thuyết pháp. Trong pháp hội có một đồng nữ tên là Bửu Nữ, từ chỗ ngồi đứng dậy, tay mặt cầm sâu bạch chân châu mà sướng lời rằng: nếu tôi chân thiệt có thể ở trong vô lượng thế giới thọ trì kinh điển đại tập này và đọc tụng biên chép rộng diễn nói lưu bố nghĩa kinh ấy, thì nguyện cho sâu chân châu này dính trên đảnh Phật và chư Bồ Tát. Sướng lời xong, Bửu Nữ liền ném sâu chân châu. Do Phật thần lực và lời thành thiệt của đồng nữ ấy, sâu chân châu liền ở tại đảnh Đức Phật và cũng ở khắp trên đầu chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát đều riêng tự ở trong sâu chân châu trên đầu mình thấy lúc vị lai Bửu Nữ thành Phật thế giới ấy và Bồ Đề Thọ cùng các chúng sanh được điều phục, cả đến nguyện lực thuở trước của mình đều thấy rõ ràng. Chư Bồ Tát thấy rồi đều có lòng cho là rất kỳ lạ, đặc biệt mà bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, Bửu Nữ này sao lại có vô lượng đại công đức như vậy? Bao nhiêu thệ nguyện của tôi trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp thuở trước, nay trong một niệm đều thấy rõ ràng cả. Đức Phật phán dạy: lành thai, lành thai, này thiện nam tử, thiệt như lời các ông đã nói, Bửu Nữ này đã ở nơi chín vạn sáu ức na do tha chư Phật quá khứ gieo trồng căn lành, phát nguyện lành lớn. Sinh ra ở chỗ nào đều thường được chân thiệt. Vì vậy mà đồng nữ này phàm khi tư niệm phát lời không hề hư luống. Nếu đồng nữ ấy muốn đầy bửu qua trong cõi đại thiên thế giới này mà phát lời ra thì liền có y như vậy. Nếu đồng nữ ấy nói muốn có diệu hương đầy khắp cõi đại thiên thế giới này thì liền có diệu hương đầy khắp. Nếu đồng nữ Bửu Nữ ấy muốn thị hiện các loại hình sắc, những là hình sắc chuyển luân dương, hình sắc tứ thiên dương, hình sắc thiên đế thích, hình sắc phạm thiên dương, hoặc hình sắc sa môn, hình sắc bà la môn, hình sắc tỳ kheo, hình sắc tỳ kheo ni, hình sắc ưu bà tắc, hình sắc ưu bà di, thì liền được y như lời phát ra. Hoặc lúc phong tai khởi lên chuyển làm quả tai, lúc quả tai khởi chuyển lên làm thủy tai, lúc thủy tai khởi lên chuyển làm phong tai, lời đồng nữ Bửu Nữ ấy phát ra thì liền chuyển y như vậy. Nếu có ma dương đem các binh chúng cầm dao gậy cung tên mâu sóc hoa thuẫn, đồng nữ ấy muốn tất cả binh khí đều chuyển thành bửu hoa thì liền chuyển y như lời. Nếu có xứ nào không có nước uống dùng, đồng nữ Bửu Nữ ấy vì các chúng sanh mà phát nguyện lớn, thì tất cả thành ấp tù lạc xứ ấy liền có đủ nước uống dùng cho tất cả nhân dân y như lời được phát ra. Nếu đồng nữ Bửu Nữ ấy muốn tất cả hình sắc trong cõi đại thiên thế giới này đều chuyển thành hình sắc Như Lai, thì y như lời phát ra đều thành diệu sắc Phật. Nếu Bửu Nữ ấy nói muốn toàn thể đại chúng đây đều an trụ giữa hư không, thì đại chúng liền ở hư không. Nếu Bửu Nữ ấy muốn nơi đây từ hư không nghe lời nói của mười phương chư Phật, thì liền được nghe y như lời phát ra. Này chư thiện nam tử, đồng nữ Bửu Nữ ấy thành tựu vô lượng vô biên đại công đức như vậy. Đồng nữ Bửu Nữ liền ở trước Phật nói kệ khen: nay tôi thành tựu khối đại bửu, nên hay ca ngợi đấng vô thượng, xa lìa tất cả các phiền não, đầy đủ đại bửu trợ bồ đề, Như Lai đầy đủ vô thượng bửu, sáng lớn hay chiếu vô biên cõi, vô thượng bửu tràng Phật Thế Tôn, nay tôi dâng bửu để cúng dường. Sa cừ mã não thanh lưu ly, kim cương chân châu nhật nguyệt bửu, dân các bửu ấy cúng dường Phật, vì khiến chúng sanh thành bồ đề, ánh sáng thân Phật hơn các bửu, chúng sanh thích thấy không mỏi nhạt, ở tại một phương thấy mười phương, khiến chúng thấy Phật ở trước mình, hoặc thấy Như Lai đi hay đứng, hoặc thấy nằm ngồi hoặc thuyết pháp, hoặc thấy nín lặng không nói năng,
hoặc thấy nhập định tu trí huệ, Phật mỗi lỗ long phóng ánh sáng, hay chiếu mười phương các thế giới, Phật quang thanh tịnh tối vô thượng, như sen thanh tịnh và thu nguyệt. Nói kệ tán thán xong, Bửu nữ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi ở nơi kinh này muốn hỏi ít nghĩa, xin Đức Thế Tôn hứa cho. Đức Phật phán bảo: Lành thai, lành thai. Này Bửu nữ, tùy ý ngươi hỏi, nếu có lưới nghi, Phật sẽ trừ diệt cho. Bửu nữ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thiệt ngữ, thế nào là thiệt, thế nào là pháp ngữ, thế nào là pháp, thế nào là nghĩa ngữ, thế nào là nghĩa, thế nào là tỳ ni ngữ, thế nào là tỳ ni nghĩa. Đức Phật phán dạy: Lành thai, lành thai, chí tâm lắng nghe, Phật sẽ vì ngươi mà phân biệt giải nói. Này Bửu nữ, Đại Bồ Tát có ba thứ thiệt, đó là chẳng phỉnh dối Phật, chẳng phỉnh dối chính mình và chẳng phỉnh dối chúng sanh. Thế nào là chẳng phỉnh dối chư Phật, chính mình và chúng sanh? Này Bửu nữ, nếu có Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi mà ham thanh văn và bích chi Phật thừa, thì gọi là phỉnh dối chư Phật, chính mình và chúng sanh. Này Bửu nữ, nếu Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi, hoặc tại địa ngục chịu khổ não lớn, hoặc gặp kẻ ma nghiệp tà kiến ở chung, hoặc sanh xứ ác nhiều ác phiền não, thân bị đau gươm đâm chém chặt đốt, trong những thời gian thọ khổ đau như vậy vẫn chẳng rời lìa tâm Bồ Đề, chẳng thôi, chẳng dứt, chẳng sợ, chẳng ăn năn, khiến tâm Bồ Đề còn thêm lớn rộng hơn. Vì các chúng sanh mà chịu khổ não lớn, thấy người bị khổ, tâm Bồ Đề càng thêm rộng lớn, siêng năng tu tập tinh tiến. Muốn được Bồ Đề chẳng bị tà ngữ làm mê lầm, tất cả tà phong không làm lay động được tâm Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát chẳng phỉnh dối chư Phật, chính mình và chúng sanh vậy. Này Bửu nữ, nếu Bồ Tát chẳng phỉnh dối chư Phật, chính mình và chúng sanh, thì gọi là thiệt trong chân thiệt. Này Bửu nữ, chẳng phỉnh dối chư Phật còn có bốn sự, đó là tâm ấy vững chắc, an trụ chỗ chí xứ, đầy đủ thế lực và siêng tu tinh tiến. Chẳng phỉnh dối chính mình cũng có bốn sự, đó là tâm thanh tịnh, chí tâm chẳng phỉnh dối, chẳng dạy dò. Chẳng phỉnh dối chúng sanh cũng có bốn sự, đó là trang nghiêm, tu tâm tự, tu tâm bi và nhiếp thủ. Này Bửu nữ, đây gọi là thiệt thứ nhất của Bồ Tát. Thiệt của Bồ Tát là lúc ban sơ phát nguyện chẳng bỏ rời chúng sanh. Thiệt của Bồ Tát lại còn là chẳng nhiều lời, lời nói giữ gìn, lời nói chẳng thô ác, lời nói thường chân thiệt. Hoặc lúc ở một mình, hay ở trong đại chúng, hay ở bên vua chúa, lời phát ra đều thành thiệt. Chẳng vì tài vật mà cố ý nói dối, chẳng vì tự tại mà cố ý vọng ngữ. Dầu có thích bủ đầy cả cõi đại thiên thế giới, cũng không vì cớ này mà cố ý vọng ngữ, huống là vì các việc nhỏ mà cố ý vọng ngữ. Này Bửu nữ, thiệt ấy có 32 điều thanh tịnh, đó là lời hổ, lời thẹt, lời công đức, lời dịu dàng, lời chẳng hư luống, lời không có chê trách, lời chẳng tham trước, lời chẳng e sợ, lời đóng kín các ác đạo, lời mở rộng các thiện đạo, lời thánh hành, lời huệ hành, lời nội thanh tịnh, lời ngoài thanh tịnh, lời thích lãnh thọ, lời thích lắng nghe, lời chẳng nhám rít, lời di diệu, lời phân biệt, lời giọng hay, lời thuần thiện, lời chẳng phỉnh gạt, lời chẳng chấp, lời quan hỷ, lời tự khuyến dụ, lời khuyến dụ người khác, lời chẳng lỗi, lời an ổn, lời phước điền, lời như Phật, lời thiệt dây quanh và lời miệng thanh tịnh. Này Bửu nữ, thiệt của Bồ Tát là phàm có nói năng thì khẩu với ý tương xứng. Sao gọi là khẩu với ý tương xứng? Tu tập bố thí nên được Bồ Đề chẳng phải do sang tham mà có thể được, đây gọi là khẩu ý tương xứng. Mà lời có thể ban cho tất cả, đây gọi là thiệt. Tu tập tịnh giới nên được Bồ Đề chẳng phải do quỷ giới mà có thể được, đây gọi là khẩu với ý tương xứng. Mà lời nói đúng như tịnh giới nên gọi là thiệt. Tu tập nhẫn dục nên được Bồ Đề chẳng phải do sân hận mà có thể được, đây gọi là ý với khẩu tương xứng. Mà lời nói đầy đủ hành tu nhẫn nên gọi là thiệt. Siêng tu tinh tiến thì được Bồ Đề
chẳng phải do lười biếng mà có thể được. Đây gọi là khẩu ý tương xứng. Mà lời nói tu tinh tiến nên gọi là thiệt. Tu tập thiền định thì được bồ đề, chẳng phải tâm tán loạn mà có thể được. Đây gọi là khẩu ý tương xứng. Mà nói tu tập định tâm nên gọi là thiệt. Tu tập trí huệ chứng được bồ đề, chẳng phải do ngu si mà được. Đây gọi là ý khẩu tương xứng. Mà lời nói tu trí huệ nên gọi là thiệt. Như sáu đồ về 37 pháp trợ bồ đề và bốn tâm vô lượng cũng như vậy. Này bửu nữ, luận về chân thiệt ấy, đó là thánh hành. Thánh hành ấy, đó là khổ hành. Vô thường hành là biết khổ, lìa tập, chứng diệt và tu tập đạo đế. Biết thân ngũ ấm không có xuất sanh, đây gọi là biết khổ đế. Nhân của ngũ ấm đó là tham ái thì rốt ráo xa lìa, chẳng tham, chẳng trước, chẳng khen, chẳng cầu, chẳng khứ, chẳng lai. Đây gọi là lìa tập đế. Dứt diệt tất cả tướng, nhưng lúc diệt không có một pháp bị diệt, pháp bất bình đẳng thì làm pháp bình đẳng. Đây gọi là chứng diệt đế. Quán Samatha thì bà xá na tướng ấy bình đẳng, không có giác, không có quán, không có bình đẳng, không hề vượt, không lấy được, không có làm, không có biến đổi. Đây gọi là tu đạo đế. Chân thiệt biết rõ bốn đế như vậy, lại còn có thể phân biệt, nói rộng nghĩa tứ đế ấy. Đây gọi là thiệt của Đại Bồ Tát. Lúc Đức Phật nói pháp chân thiệt ấy, trong pháp hội có 10.000 Bồ Tát được chân thiệt nhẫn. Đức Thế Tôn phán tiếp: Lại nữa, này bửu nữ, về pháp ngữ ấy, đó là lúc diễn thuyết thì y theo chánh pháp để nói, quán nơi pháp, niệm nơi pháp, phụng hành nơi pháp, hành pháp chí xứ, cầu pháp, muốn pháp, thích pháp, tu pháp, tràng pháp, gậy pháp, trang nghiêm pháp khí, pháp đăng, pháp minh, pháp niệm, pháp ý, pháp hữu, pháp sở, pháp trang nghiêm anh lạc, pháp sàng, pháp nghi, pháp hộ, pháp tài, pháp vô cùng tận, pháp quảng đại vô biên, pháp sự, pháp thân, pháp khẩu, pháp ý. Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ những pháp như vậy, đây gọi là pháp ngữ. Pháp ngữ ấy, đó là chân thiệt ngữ. Giữ gìn pháp ngữ, dạy người cúng dường các bậc cha mẹ, sư trưởng kỳ cựu có đức, tán thán bồ đề và trợ đạo bồ đề, khiến người chẳng bỏ tâm bồ đề, chí tâm nhiếp niệm, chẳng quên bồ đề, chẳng rời trang nghiêm, tu tập pháp bồ đề, thường gần hiền thánh, các bậc thiện tri thức, tu tập tính tâm, chuyên niệm nghe chánh pháp, mộ cầu chánh pháp, siêng tu tinh tiến, chẳng tham trước pháp, biết ơn báo ơn, thích tịch tỉnh, chẳng để giết thánh chủng, giáo hóa hạnh đầu đà, siêng thực hành thập thiện, tán thán công đức bố thí và tất cả pháp lành, nguyện hướng đến bồ đề, chí tâm thọ trì giới luật thanh tịnh, tu tập nhẫn nhục, trừ bỏ giải đãi, tu tập thiền định và trí huệ, tu tập phương tiện cùng từ bi hỷ xả, tu tập tứ chân đế, xu hướng chân đế, tu tứ vô ngại trí, được đại thần thông, tùy thuận pháp thí, tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dư ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Tu hai pháp định và huệ được trí giải thoát. Giải nói đúng như pháp về thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Tán thán tất cả những phước đức, thường quán thập nhị nhân duyên thầm thâm, rành rẽ không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, vô sở quý, nói ngũ ấm như ảo như quá, nói thập bát giới như tướng hư không, nói tánh các nhập đồng với tánh không, thường nói thất thánh tài, lục niệm, lục kính, giải nói đầy đủ lục ba la mật, nói lục thường hành, tu lục thần thông, đầy đủ ngũ nhãn, nói đại dứt nghĩa đế, lưu bố thế gian, thành tựu nghiệp ngữ ngôn, tất cả chúng sanh tâm họ bình đẳng, tán thán Phật ngữ. Này bửu nữ, nếu có Bồ Tát thành tựu đầy đủ pháp ngữ như vậy thì miệng trọn chẳng nói ngã ngữ, chúng sanh ngữ, thọ mạng ngữ, sĩ phu ngữ, đoạn ngữ, thường ngữ, hữu kiến ngữ, vô kiến ngữ, lưỡng biên ngữ, trung ngữ, tụ ngữ, diệt ngữ, tịnh ngữ, thiên ngữ, bất giác tri ngữ, thường nói lời chẳng điên đảo, lời chẳng tăng lòng nghi, lời chẳng nghịch chánh pháp, lời quán pháp giới, lời phá kiêu mạn. Bồ Tát thuyết pháp an trụ đúng pháp, nói đúng chánh pháp là thiệt ngữ, pháp ngữ, bất đoạn ngữ, bất chiết ngữ. Bồ Tát thuyết pháp tất cả thế gian không ai có thể cùng tranh luận, người thấy đều e sợ. Bậc pháp ngữ Bồ Tát
có thể diễn thuyết không vô tướng vô nguyện, chẳng trụ trước tam giới và với các hữu, chẳng còn thọ sanh theo nghiệp, bổn tánh thanh tịnh, an trụ tịch tỉnh, chẳng cầu sinh nơi người, đây gọi là pháp ngữ. Này bửu nữ, luận về pháp ấy, pháp thì chẳng thể được, không có văn tự ngôn thuyết, cũng không có từ ngữ, không sắc không thấy, cũng không có chỗ hướng đến, không lời dạy, cũng không người được dạy, không có tâm ý thức, không có trần cấu, không sáng không tối, chẳng hề thuộc mình, cũng chẳng hề thuộc người, không có cao hạ, chẳng xen tạp tất cả cảnh giới nhân duyên, thanh tịnh tịch tỉnh, không có dẫn đầu, khó biết khó hay, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tư duy. Người có trí huệ thanh tịnh mới có thể biết được pháp. Pháp ấy không có thọ, không có người thọ, dứt hẳn các thọ, siêu quá tam thế, bất diệt, không có tướng diệt, bất sanh, không có tướng sanh, không có dư đầy thiếu kém, không có tăng giảm, vô sanh vô diệt, không có sẽ có đã có, chẳng phải tu, chẳng phải thấy, chẳng phải ma thấy, chẳng phải chân thiệt thấy, chẳng phải tướng, chẳng phải chẳng tướng, chẳng phải nhất tướng mà cũng nhất tướng, chẳng phải ốc trạch xa lìa ốc trạch, chẳng phải gần xa rời lìa, chẳng phải vượt giải, chẳng phải hữu lậu vô lậu, cũng chẳng phải tương tợ, chẳng phải khổ lạc, chẳng phải đầy đủ chẳng đầy đủ, chẳng phải danh sắc, chẳng phải dính mắt, chẳng phải thoát trời, chẳng phải phá, chẳng phải hoàn, dầu chẳng phải kim cương tướng, chẳng hư hoại, mà chân thiệt như kim cương, chẳng phải cần diễn, không có sắc, không có nhân, cũng chẳng phải ngoan hư, chẳng phải thử bỉ nội ngoại từ tha, chẳng phải kiến văn, chẳng phải nhớ quên, chẳng phải thức, chẳng phải tri, chẳng phải cảnh giới của thức, chẳng phải cảnh giới của tri, đây gọi là pháp. Nếu hay nói rộng các pháp như vậy thì gọi là thuyết pháp. Lại nữa, này bửu nữ, pháp ngữ Bồ Tát chẳng cùng với thế gian tranh cạnh, chẳng khinh chẳng mạn. Đối với người chưa học, chẳng có lòng khinh cười, chẳng sanh tâm cao ngạo, chẳng tự khen chê người, chẳng vì tài lợi ăn uống mà vì người thuyết pháp, chẳng trở ngại việc lành của người, làm cho họ sanh lòng nghi hoặc, thấy người phạm tội trọn không rao nói. Với pháp của kẻ khác chẳng sanh lòng khinh tiền, không trở ngại pháp được tu hành của người. Phàm pháp được diễn thuyết trọn không rời lìa, không vô tướng vô nguyện, chẳng phân biệt tất cả pháp giới, bất đồng pháp giới, bất đồng thiệt tánh, chẳng y chỉ nơi ngữ, nơi thức, nơi nhân, nơi bất liễu nghĩa, dầu chẳng y chỉ mà cũng chẳng chê bai. Với chúng mình chúng người chẳng sanh phân biệt, cũng chẳng chê bai thập nhị nhân duyên, chẳng phải ở thế gian mà thanh tịnh nơi thế gian, chẳng phải pháp mà thanh tịnh nơi pháp, không tham, không sang, không quỷ giới, chẳng bỏ kẻ phá giới, không sân hận, không giải đãi, chẳng mất đạo tâm, không quên bồ đề, vì muốn trang nghiêm trí huệ vô thượng mà chẳng nghĩ, chẳng thôi, chẳng thối chuyển. Nơi pháp của người không sinh lòng đố kỵ, chẳng gì chấp trước nơi chẳng phải 12 bộ kinh mà phỉ báng khế kinh, vân vân, 12 bộ. Ở nơi chánh pháp trọn chẳng thấy phi pháp, chẳng nhân nơi kinh mạng mà tăng trưởng kinh mạng, chẳng bác nhân quả và kịp quả báo. Ở trong chánh pháp tâm không có thối chuyển, biết ơn nhớ ơn, chẳng quên báo đáp, trọn chẳng ôm ấp lòng sân hận, chẳng chấp ngã kiến, chẳng ganh người được lợi. Ở trong quán thân không có hai ý tưởng, bị người chế hại trọn chẳng báo trả, chẳng làm lưỡng thiệt cho kia đây đấu loạn, chẳng có lòng xiểm khúc khiển dị để mê hoặc người, chẳng vì người khác mừng mà thọ giới Bồ Tát, giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, giới thức xoa ma na, giới sa di, giới sa di đi, giới ưu bà tắc, giới ưu bà di, thường ở chỗ rảnh rang tịch tỉnh mà tư duy chánh niệm, tâm siêng học đọc 12 bộ kinh. Chẳng gì hơn người mà thủ hộ các loại giới luật như vậy, chẳng gì được cúng dường mà hiện tướng tri túc, chẳng gì để hiển bày người khác chẳng tri túc mà tự tu tri túc, chẳng nói bồ đề vô thượng của chư Phật và việc làm của người khác, chẳng tạo ác nghiệp tà ác sanh sống, chẳng bỏ thất thánh tài, chẳng tham ăn uống, chẳng để giết mất thánh chủng, chẳng chê bai người, chẳng tự khen người. Ở trong Phật pháp chẳng có ý nghĩ là có số có lượng, thường tán thán đại thừa, không có lòng nhàm đủ, đây gọi là pháp ngữ. Đức Thế Tôn lại bảo đồng nữ bửu nữ, luận về Bồ Tát nghĩa ấy, thế nào gọi là nghĩa? Đó là tính tâm lúc tu tập trang nghiêm không có hư cuốn. Vì muốn trang nghiêm tất cả thiền căn mà chí tâm chuyên niệm tu hành các pháp lành, phá lứa nghi của tất cả chúng sanh, chẳng cầu quả báo,
ban cho chúng sanh sự an ổn khoái lạc, hộ trì cấm giới, chẳng mất tâm nhẫn nhục, siêng tu tinh tiến, tăng trưởng pháp lành, tu định tịch tỉnh, nhiếp các tán loạn, đủ trí vô thượng, phá tối vô minh, tu tập từ tâm bình đẳng các chúng sanh, tu tập bi tâm tùy theo chỗ làm của chúng sanh đích thân đến xây dựng, tu tập hỷ tâm ban cho chúng sanh pháp hỷ, tu tập xả tâm chẳng thấy khổ vui, xả bỏ tài pháp rồi không hề hối tiếc, lời nói dịu dàng phá tâm ác người, làm lợi ích cho người đủ pháp thầm thâm, tu hành đồng sự để khuyên người phát tâm đại thừa. Đây là dùng bốn nhiếp pháp để điều phục chúng sanh, thấy tất cả hành pháp đều vô thường, khổ, không, vô ngã, dứt sạch các phiền não. Y chỉ nơi nghĩa, chẳng y chỉ nơi ngữ, y chỉ nơi trí, chẳng y chỉ nơi thức, y chỉ kinh liễu nghĩa, xa bỏ bất liễu nghĩa, y chỉ nơi pháp, chẳng y chỉ nơi người. Nói nghĩa vô ngại, không có cùng tận, mà ở pháp giới không có phân biệt. Nói từ vô ngại chứng được giải thoát, nói lạc thuyết vô ngại đúng như pháp mà nói. Trang nghiêm bố thí chẳng biết nhàm đủ, trang nghiêm tịnh giới thành tựu nguyện lành, trang nghiêm đa văn đúng như pháp mà làm, trang nghiêm công đức đầy đủ tướng hảo, trang nghiêm trí huệ biết rõ căn tánh thường trung hạ và các tướng sai biệt của các chúng sanh, trang nghiêm chánh định vì tâm thanh tịnh, trang nghiêm nơi trí được ba thứ huệ, tu tứ niệm xứ vì tâm chẳng tán loạn, tu tứ chánh cần vì được thiền căn, tu tứ như ý vì qua lại mười phương, tu tập ngũ căn biện nói phân biệt các từ cú, tu tập ngũ lực để phá các phiền não, tu thức giác chi vì biết các pháp, tu tập bát chánh đạo chẳng bị ác tà lay động, tu tập thần thông vì chẳng thối thất. Đại Bồ Tát hiểu nghĩa như vậy thì gọi là nghĩa. Nếu Đại Bồ Tát hay diễn nói các nghĩa ấy thì gọi là thuyết nghĩa. Còn nữa, này bửu nữ, luận về nghĩa ấy, đó là tu tập không tam muội phá các pháp có, tu tập vô tướng tam muội phá các pháp tướng, tu tập vô nguyện tam muội chẳng cầu tam giới. Nếu có thể diễn nói ba pháp môn rỗng không, không có như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Tất cả hành chẳng thể tu hành được, Bồ Tát diễn nói pháp chẳng thể tu hành được này thì gọi là thuyết nghĩa. Dứt tất cả sanh khởi, đây gọi là nghĩa. Bồ Tát diễn nói các pháp vô sanh này thì gọi là thuyết nghĩa. Các hữu không có xuất, đây gọi là nghĩa. Diễn thuyết như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Tứ chân đế, đây gọi là nghĩa. Diễn nói như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Không có ngã, không có ngã sở, đây gọi là nghĩa. Diễn thuyết như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Tự cú chẳng nói được, đây gọi là nghĩa. Diễn thuyết như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Nghĩa chân thiệt, đây gọi là nghĩa. Diễn thuyết như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Tất cả pháp bồ đề chẳng thể đếm kể, đây gọi là nghĩa. Diễn thuyết như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Người đa văn an trụ đúng như pháp, đây gọi là nghĩa. Diễn thuyết như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Tất cả các thừa đại thừa là hơn hết, đây gọi là nghĩa. Diễn nói như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Còn nữa, này bửu nữ, vô phân biệt, đây gọi là nghĩa. Không có chúng sanh, không có thọ mạng, nhất gì bất động, bất tận nhất sự, bất sanh bất xuất, bất lai bất khứ, bất diệt bất nhị, chẳng thể xem thấy, không có tạo tác, vô di vô tác, tâm chẳng xiểm khúc, tam thế bình đẳng, ba phần không sai biệt, chẳng được chẳng mất, chẳng nóng chẳng lạnh, chẳng tình chẳng quế, chẳng đi chẳng đứng, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng phải đạo dạy đạo, chẳng phải thường chẳng phải đoạn, cũng chẳng phải trung đạo, chẳng tham chẳng sân, chẳng nhìn nơi pháp và phi pháp, chẳng phải tất cả văn từ âm thanh từ ngữ, không có tâm ý thức, nơi tham sân si chẳng sanh phân biệt, tất cả các pháp tác tướng có tướng đều là không, vô tướng và vô nguyện, ba môn này tức trống không, chân thiệt nhập pháp giới, đẳng cùng bất đẳng đều bình đẳng, nhân nơi trí huệ mà được giải thoát. Nếu Bồ Tát có đủ các nghĩa như vậy thì gọi là nghĩa, diễn nói như vậy thì gọi là thuyết nghĩa. Lại này bửu nữ, thế nào là Bồ Tát diễn nói tỳ ni? Này bửu nữ, Đức Phật nói tỳ ni phàm có hai thứ, đó là phạm tỳ ni và phiền não tỳ ni. Thế nào là phạm và thế nào là tỳ ni? Phạm rồi liền biết mà chẳng tư duy tốt, nhân vì vô minh điên đảo hư vọng, khi cuống phiền não chấp ngã chấp chúng sanh, tâm có lứa nghi chẳng được giải thoát, điều cử nghi hối kiêu mạn phóng dật quả văn, nhân các phiền não ký sử như vậy, đây gọi là phạm. Nếu phá được tâm nghi được giải thoát, do được giải thoát rồi thấy chỗ có phạm, tức là chẳng phải chỗ cũng chẳng phải chẳng chỗ,
chẳng phải thân khẩu ý, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng thể xem thấy, chẳng phải thân làm, cũng chẳng phải khẩu ý làm. Nếu là ba nghiệp làm, tức là pháp diệt. Nếu đã là pháp diệt thì ai làm ai phạm? Như phạm tất cả các pháp cũng như vậy. Các pháp vô căn, vô trụ, vô xứ. Nếu có thể phá hoại lưỡng nghi như vậy thì gọi là thanh tịnh, chẳng nhiệt não. Theo lời dạy của thầy mà làm thì gọi là có lòng tin, gọi là định, gọi là tỳ ni. Thế nào là phiền não và thế nào là tỳ ni? 12 hữu chi là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử gọi là phiền não. Tánh của nó có thể điều phục được các phiền não thì gọi là tỳ ni. Tại sao? Vì không vô tướng, vô nguyện, có thể điều phục các pháp. Nếu pháp đã là rỗng không, không có tánh tướng, chẳng thể nguyện cầu, thì làm thế nào mà có được tham sân si, vân vân. Vì vô tác hay điều phục tất cả pháp. Nếu tất cả pháp đã là vô tác thì làm sao có được các phiền não. Vì tất cả pháp thì nhân duyên sanh. Nếu đã từ nhân duyên sanh thì làm sao thấy được. Thấy 12 hữu chi như vậy thì cũng biết phiền não và tướng phiền não. Nếu là không trí hay quán bồ đề thì dùng không này mà không nơi phiền não. Nếu hay quán sát bình đẳng như vậy thì gọi là tỳ ni. Nếu hay diễn thuyết các nghĩa như vậy thì gọi là Bồ Tát hay thuyết tỳ ni. Nếu tỳ ni này hay biết được ngã thì tức là biết rõ phiền não tỳ ni. Thế nào là biết ngã tỳ ni? Đó là quán vô ngã, quán ngã tánh, biết rõ ngã, sạch hết ngã, thì biết ngã, phân biệt ngã không, ngã tu, biết ngã bất đồng, bất thuyết, bất trước, bất sanh, bất diệt. Nếu có thể biết được ngã như vậy thì tức là biết rõ phiền não tỳ ni. Nếu thiệt không có ngã mà có ý tưởng là ngã thì nơi không có phiền não cũng có ý tưởng phiền não. Nếu ngã bổn lai không có thì phiền não cũng vậy. Nếu có quán trí thì có thể quán sát biết rõ như vậy. Đây gọi là biết rõ ngã phiền não tỳ ni. Về phiền não ấy chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu có thể chẳng làm, chẳng nhớ, chẳng cầu thì gọi là biết rõ phiền não tỳ ni. Tỳ ni ấy cũng chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Như tâm chẳng phải sắc, chẳng phải nội ngoài trung gian. Phiền não cũng vậy, chẳng phải sắc, chẳng phải nội ngoài trung gian. Tại sao? Vì không có giác tri vậy. Vì không có tranh cạnh vậy. Vì không có thanh tịnh vậy. Vì không có tạo tác vậy. Nếu có thể biết rõ các phiền não chẳng sanh chẳng diệt như vậy thì gọi là biết rõ phiền não tỳ ni. Nếu Bồ Tát được những biết rõ phiền não tỳ ni như vậy và cũng vì các chúng sanh mà diễn nói thì gọi là diễn thuyết tỳ ni. Lúc Đức Phật nói pháp trên, trong pháp hội có 10.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Bấy giờ Bửu Nữ lòng rất vui mừng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói pháp nghĩa chân thiệt và tỳ ni chẳng thể nghĩ bàn. Nếu Bồ Tát có thể diễn thuyết như vậy thì tức là có thể thiệt biết thiệt ấy. Tôn giả Sa Lợi Phất hỏi đồng nữ Bửu Nữ: Nay đồng nữ đã có đủ các pháp như vậy và có thể diễn thuyết chăng? Bửu Nữ nói: Thưa ngài Sa Lợi Phất, thiệt ấy gọi là vô tham. Vô tham tức là nghĩa. Nghĩa như vậy tức là bất khả thuyết. Bất khả thuyết ấy tức là tỳ ni. Thưa Đại Đức, nếu đã như vậy thì thế nào có thể nói được? Lại nữa, thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, thiệt ấy tức là diệt, diệt ấy tức là pháp, pháp ấy tức là tình, tình ấy tức là nghĩa, nghĩa ấy tức là tỳ ni. Các pháp như vậy không có văn tự. Nếu đã không có văn tự thì thế nào nói được? Thưa Đại Đức, thiệt ấy tức là như, như ấy tức là pháp, pháp tức là vô nhị, vô nhị tức là nghĩa. Luận về vô nhị cũng chẳng thể điều. Nếu chẳng thể điều, sao gọi là điều? Các pháp như vậy đều vô sở hữu. Nếu là vô sở hữu thì thế nào nói được? Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Nay đồng nữ thành tựu bửu nào mà do đó đặt tên là Bửu Nữ? Đồng nữ Bửu Nữ đáp: Thưa Đại Đức, có 32 Bồ Tát bửu tâm. Trong tâm như vậy đều không có tâm thanh văn, không có tâm duyên giác. Những gì là 32 Bồ Tát bửu tâm? Một là phát tâm vì độ tất cả chúng sanh. Hai là phát tâm vì khiến Phật chủng chẳng dứt. Ba là phát tâm vì thọ trì Phật pháp chẳng diệt tận. Bốn là phát tâm vì thủ hộ tăng. Năm
là phát tâm vì ban cho các chúng sanh vui thánh pháp. Sáu là phát tâm vì các chúng sanh mà tu tập đại từ, làm cho chúng sanh rời lìa các khổ phiền não. Bảy là phát tâm tu tập đại bi, xả bỏ vật trong vật ngoài. Tám là phát tâm hộ trì cấm giới vì điều kẻ phá giới. Chín là phát tâm tu tập chứng nhục vì phá hoại chẳng nhẫn kiêu mạn ác tâm, điên tâm, túy tâm, cuồng tâm, phóng vật từ tứ tâm. Mười là phát tâm tinh tiến vì phá những giải đãi tâm e sợ ngần ngại và để điều phục các chúng sanh giải đãi. 11 là phát tâm tu tập chánh định vì phá loạn tâm cuồng. Tâm vọng niệm khiến cho chúng sanh được tứ thiền bát giải thoát, điều phục các chúng sanh cõi dục. 12 là phát tâm tu trí vì phá tất cả si tối, thành tựu chân thiệt tri kiến, nhập vào pháp giới. 13 là phát tâm vì biết tất cả chúng sanh bình đẳng, vô nhị, đều đồng nhất vị. 14 là phát tâm vì được vô tham, vô sân. Các cảnh lời suy, quỷ dự, tâm không dao động, an trụ pháp lành, khổ vui chẳng động, vì được những sự như vậy để hộ trì chúng sanh. 15 là phát tâm vì được không bố quý, muốn liễu thậm thâm thập nhị nhân duyên, xa lìa tất cả kiến chấp. 16 là phát tâm vì muốn trang nghiêm trí huệ và các công đức không có nhàm đủ. 17 là phát tâm vì muốn chẳng rời thấy Phật để thường được nghe pháp. 18 là phát tâm vì muốn đúng như chỗ được nghe mà thuyết pháp. 19 là phát tâm vì được khối pháp rộng lớn, tâm không tham lẫn. 20 là phát tâm vì muốn tán thán tình giới như chỗ nghe mà an trụ để giáo hóa khuyên nhắc người phá hủy tình giới. 21 là phát tâm vì phá bảy thứ kiêu mạn của chúng sanh. 22 là phát tâm vì biết căn thượng trung hạ của các chúng sanh. 23 là phát tâm vì phá các ma ác nghiệp. 24 là phát tâm vì ban cho chúng sanh sự an lạc. 25 là phát tâm vì phá bao nhiêu sự khổ của các chúng sanh, lòng chẳng sanh hối tiếc. 26 là phát tâm vì muốn thành tựu tất cả Phật pháp. 27 là phát tâm vì biết các pháp hữu vi, tất cả vô thường, khổ, vô ngã, biết rồi không rời, lòng chẳng nhàm hối. 28 là phát tâm vì thích tu tập tất cả pháp trợ Bồ đề. 29 là phát tâm vì thấy không vô tướng vô nguyện, vì chúng sanh mà không thủ chứng. 30 là phát tâm dầu sợ các hữu mà cũng thủ hộ các hữu. 31 là phát tâm vì dầu thấy tội lỗi sanh tử mà chẳng nhàm hối. 32 là phát tâm vì mặc dầu gần Bồ đề thọ vô thượng lạc mà vì chúng sanh bỏ diệu lạc ấy để thọ khổ bần cùng. Thưa đại đức, 32 bửu phát tâm ấy đều không có tâm thanh văn bích chi Phật, vì vậy mà Bồ Tát có tên là Bửu Tụ. Đức Thế Tôn tán thán bửu nữ: thiền tai, thiền tai. Này ngươi chân thiệt nói đại Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, mà Bồ Đề Tâm có vô lượng vô biên công đức chẳng thể đói bằng 32 sự. Tại sao? Vì chẳng phải thanh văn bửu có thể được Phật bửu, chẳng phải duyên giác bửu có thể được pháp bửu. Do Bồ Tát bửu có thể được Phật bửu, được Phật bửu rồi thì được thanh văn bửu, được bích chi Phật bửu. Vì vậy mà Bồ Tát có tên là Bửu Tụ. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chỗ nói của bửu nữ chẳng thể nghĩ bàn. Tôi xem xét lời nói ấy thì đồng nữ này tợ như được tứ vô ngại trí. Đức Phật phán dạy: này Xá Lợi Phất, này ông mới cho là đồng nữ ấy chưa được tứ vô ngại trí sao?